Xin thân ái mến chào quý học viên đến với buổi học hôm nay. Và trong video này chúng ta sẽ có phần ôn tập các từ vựng. Chúng ta sẽ ôn các từ mới. Và các từ mới hôm nay chúng ta sẽ học về những động từ để giúp cho chúng ta đặt câu và chúng ta gọi là những trợ động từ hay là động từ đặc biệt thường được dùng ở trong câu khẳng định, trong câu phủ định hoặc là câu hỏi hay là còn gọi là câu nghi vấn. Và tiếp theo đó thì ngoài những trợ động từ, chúng ta sẽ học những từ vựng liên quan đến ngày tháng năm và sẽ giúp cho chúng ta có thể đặt những câu hỏi liên quan đến ngày tháng năm. Bây giờ xin mời quý học viên chúng ta bắt đầu bước vào bài học. Trước hết thì chúng ta sẽ ôn từ vựng những trợ động từ ở trong tiếng Anh mà chúng ta còn gọi là những động từ đặc biệt. Trước hết thì chúng ta có động từ can và could. Can và could có nghĩa là có thể, có khả năng. Những trợ động từ này khi chúng ta đặt câu nó sẽ còn có những cái nghĩa cụ thể theo từng văn cảnh thì chúng ta sẽ học cụ thể trong những ví dụ về sau. Bây giờ chúng ta chỉ ôn từ vựng để nhớ cách phát âm và nghĩa của những từ này. Chúng ta ôn lại một lần nữa. Số 1. Can, could. Có thể, có khả năng. Can là ở hình thức hiện tại và could là hình thức quá khứ. Số 2. Will, would. Will, would. Có nghĩa là sẽ. Số 3. Shall, should. Shall, should. Cũng có nghĩa là sẽ. Số 4. May, might. May, might. Phải hay là được phép. Số 5. Do, does, did. Do, does, did. Lúc trước chúng ta học động từ to do có nghĩa là làm. Nhưng mà ở trong trường hợp này và sau này khi chúng ta học về các cấu trúc câu, chúng ta sẽ thấy do, does và did được dùng trong dạng là một cái câu nghi vấn, câu khẳng định hoặc là câu phủ định. Thì lúc bấy giờ trợ động từ do, does và did nó giúp để hỗ trợ trong việc đặt câu với những động từ thường khác thì lúc đó nó không có nghĩa bởi vì nó biến thành một trợ động từ. Chúng ta ôn lại năm động từ đặc biệt và trợ động từ này. Vì không có nhiều cho nên quý học viên cố gắng chúng ta sẽ học thuộc những từ này. Số 1. Can, could. Can, could. Có thể, có khả năng. Số 2. Will, would. Will, would. Có nghĩa là sẽ. Số 3. Shall, should. Shall, should. Cũng có nghĩa là sẽ. Số 4. May, might. May, might. Có nghĩa là phải hay là xin phép, được phép. Số 5. Do, does, did. Do, does, did. Quý học viên lưu ý là khi tôi đọc những từ này tôi cố gắng phát âm chậm và để ý đến âm cuối. Thì khi quý học viên ôn tập những từ này thì cố gắng phát âm cho chuẩn, chúng ta nhớ những âm cuối cùng và chúng ta cũng nhớ nghĩa của những từ này. Bây giờ chúng ta sẽ ôn tập các từ vựng liên quan đến ngày tháng năm. Trước hết là chúng ta sẽ nói về các thứ hay là các ngày ở trong tuần. Và chúng ta để ý chữ day có hai cách phát âm. Thông thường thì chúng ta sẽ nghe lẫm e. E. Nhưng mà ở một số vùng ở Mỹ hoặc là người New Zealand hoặc là người Úc thì âm e có khi họ chuyển thành âm y ngắn. Họ sẽ phát âm như thế này. Thí dụ thứ hai, họ sẽ phát âm là Monday, Monday, Monday. Chúng ta sẽ nghe âm y ngắn. Nhưng mà phổ thông thì quý vị sẽ nghe âm e. Monday, Monday. Thứ ba, Tuesday, Tuesday. Thứ tư, Wednesday, Wednesday. Thứ năm,
Thursday. Thursday. Thứ sáu, Friday. Friday. Thứ bảy, Saturday. Saturday. Chủ nhật hay là Chủ nhật, Sunday. Sunday. Rồi chúng ta có số 8, today. Today. Có một số người thì phát âm là today, today. Nhưng mà khi phát âm nó, chúng ta nói nhanh á, thì nó làm ơ, t, t, today, today. Là hôm nay, bữa nay hay là ngày nay. Số 9, tomorrow. Cũng làm ơ nữa, t, tomorrow, tomorrow. Là ngày mai. Số 10, yesterday. Yesterday. Là ngày hôm qua hay là hôm qua. Bây giờ chúng ta ôn lại những từ này. Tôi sẽ phát âm hai cách, âm E và âm Y ngắn. Thứ hai, Monday, Monday. Thứ ba, Tuesday, Tuesday. Thứ tư, Wednesday, Wednesday. Thứ năm, Thursday, Thursday. Thứ sáu, Friday, Friday. Thứ bảy, Saturday, Saturday. Chủ nhật, Sunday, hoặc là Sunday. Số 8, today, today. Tomorrow, là ngày mai. Today là hôm nay. Tomorrow là ngày mai. Và yesterday, yesterday, là hôm qua, ngày hôm qua. Bây giờ chúng ta bước sang phần chúng ta sẽ ôn tập các tháng ở trong năm. Chúng ta có tháng giêng hay là tháng 1, January. Chúng ta sẽ thấy có hai cách phát âm cái phần vần cuối ở đây. Có một số người họ phát âm làm e dài, airy. Có một số người thì họ sẽ phát âm làm ơ, airy. Chúng ta sẽ nghe lại. January, January, hoặc làm ơ, January, January, January. Tháng 2, February, February. Cái âm này sẽ có một số người sẽ bị nhầm và không có đọc cái âm bờ. Chúng ta nhớ có âm bờ ở đây là hai môi chúng ta khép lại. February, February. February, February. Tháng 3, March, March. Tháng 4, April, April. Tháng 5, May, May. Tháng 6, June, June. Tháng 7, July, July. Tháng 8, August, August. Tháng 9, September, September. Tháng 10, October, October. Tháng 11, November, November. Tháng 12, December, December. Và chúng ta có từ số 13, weekend, weekend. Là cuối tuần. Có một số người họ sẽ tách hai từ này ra, họ phát âm như thế này, weekend. Lúc đó nó là hai từ tách biệt ra, nhưng có khi họ đọc dính lại thành một từ thôi, là weekend. Nhưng âm e ở đây có một số người họ đọc nhanh, nó thành âm ơ, weekend, weekend. Thông thường quý vị sẽ nghe nói là weekend, weekend. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta sẽ nghe phát âm là weekend, weekend. Số 14, weekday, weekday, tức là ngày, ngày thường ở trong tuần. Rồi chúng ta có day, có nghĩa là thứ, hoặc là ngày, hoặc là thời đại, thời kỳ. Và chúng ta có một cái từ khác là date. Date thì nói về một ngày cụ thể. Date. Số 16, month. Month là tháng. Và year, year là năm.
Quý học viên cố gắng chúng ta học thuộc những từ này. Đó là chúng ta đang ôn về phát âm và nghĩa của từ. Nhưng quý học viên cố gắng phải ghi xuống, bởi vì chúng ta nói một chuyện, chúng ta nhớ là một chuyện khác, và chúng ta ghi xuống cho đúng chính tả lại là một chuyện khác nữa. Cho nên để nghe nói đọc viết cho chắc thì không những quý vị đọc, quý vị phát âm, quý vị nhớ cái nghĩa của từ, nhưng chúng ta cũng cần phải ghi xuống. Nếu chúng ta không ghi thì chắc chắn chúng ta sau này không ghi chính xác, đúng chính tả những từ này. Cho nên quý học viên cố gắng mỗi tuần chúng ta cứ ôn và dần hồi từ vựng nó sẽ thêm lên rất là nhiều. Nhưng nếu chúng ta không luyện viết, luyện chính tả của những từ này á, thì chúng ta sẽ viết không có chính xác. Cho nên xin quý học viên cố gắng chúng ta nghe đi nghe lại cho quen về phát âm, nhớ về nghĩa, nhưng mà đừng quên luyện tập viết để chúng ta viết chính xác, chính tả của những từ này. Vâng, cảm ơn tất cả quý học viên và hẹn gặp lại quý học viên trong phần video bài học tiếp theo. Xin thân ái mến chào.